Thứ sáu, thùng rác tùm lum hết. Về ra là cái đụng nằm bên hông không thấy. Xin chào các bạn. Chở con đi học rồi, về nhà được 1 tiếng đồng hồ cái nó gọi, nó nói nó để quên đồ. Giờ mình phải đi ra đưa cho nó đây, chạy tới trường. Giữa lúc đổi lớp đưa đồ cho nó. Trời hôm nay lại thêm một ngày rất là nóng. Nóng lại ra chắc đến tới cuối tháng 9 mới mát lại được. Cái đầu tóc bù xù quá. Anyway, nằm ở coi tivi, không phải tivi mà coi YouTube, coi news này nọ rồi đó. Thấy ở New York có di tản quá trời, sợ cái bom. Là thấy mấy cái nồi nấu cơm điện á để linh tinh ngoài đường, mấy cái gần mấy thùng rác người ta sợ hết hoảng hồn, với cái phải là di tản nguyên một cái khu phố luôn, rồi khám xét ra coi có gì không thì thấy là không phải cái bom. Nghĩ lại thì cũng ngộ nghĩnh, cái nồi cơm điện thôi mà người ta làm người ta sợ hãi, là tại vì hồi trước đã có tụi khủng bố nó làm bom bằng cái nồi điện pressure cooker, hay là cái nồi điện phải không? Nó dùng cái đó làm là cái vỏ bom. Rồi ở bên trong để chất nổ. Cho người ta hoảng hồn sợ. Nghĩ lại thời bây giờ cũng chán ha. Sau cái khủng bố với hận thù ghét giận nhau rồi, bây giờ đủ thứ chuyện hết. Nào là bắn súng, nào là thả bom. Không như cái hồi thời mình mới qua, nó hơi yên ổn chút. Cũng coi hơi chán quá, cái thấy có cái clip nó đề là The Last Speeches, là các bạn nhạc. Các bạn có biết cái ban nhạc Bee Gees hồi thời 70 không? Nổi rất là nổi tiếng thế giới luôn. Thì lúc mình mới qua là cũng cuối thời đại 70, thành đầu thập niên 80 á, thì Bee Gees vẫn còn thịnh hành lắm. Thì một trong những cái nhạc mà mình thích nghe nhất là nhạc Bee Gees. Đến giờ mình nghe vẫn còn thích. Thì bởi vậy tò mò nhảy vô coi thì cũng giờ chỉ sống sót được có một cái Barry Gibb, là cái một người có bốn anh em, trong cái band thì có ba người, nhưng mà mấy người kia anh em chết từ từ hết. Mà các bạn nào biết về BG hồi thời đó, nó nổi tiếng nổi kinh hồn, ngang hàng với The Beatles với lại Michael Jackson hồi thời đã 90 vậy đó, quá trời nổi tiếng luôn. Anyway, là mình nhớ lại cái thuở hồi mình mới qua đó, là thích nghe nhạc đó lắm, rồi cứ cùng cái save bỏ mót tiền được mua được cái cassette tape được BG The Greatest Hits, những cái bạn mình mấy những cái bản nhạc mình thích đó, nghe đi nghe lại, nghe tới cái tape nó loãng nó luôn. Thời đó rất là yên bình, chưa có ba cái khủng bố linh tinh này. Mình qua thì chưa có tiền phải không, đi học tiếng Anh rồi đó, rồi
thích mua sắm, coi vào thích coi mấy cái đồ lắm chứ không phải là mua sắm nữa, tại vì mình không có tiền mình mua chứ. Đi học về cái đi xe bus về, cái xe bus nó đậu ngay cái chỗ chợ đó, thì trong chợ nó có cái tiệm mà đó, là cái tiệm bán tạp hóa này nọ, lên quần áo này nọ, gọi là Mervyn's, bây giờ như đó còn không biết còn không nữa ta. Biết thì cái tiệm nó cũng sạch sẽ lắm, trong đó bán quần áo, bán này nọ, là giống như Sears hay là Macy này nọ, nhưng mà nó cái, nó là trung bình, giá trung bình, không có mắc nhỏ. Thế quay mình vô đó là mình shopping, mình coi đồ thả ga luôn, coi cho tới nào chán rồi mình về, mình về ăn cơm. Có ngày cứ ngắm cái hồi đó, cái thời đó ở bên đảo á, thì nghe nói đồng hồ điện tử gì đó mình thích lắm. Nhỏ lớn đâu có thích đồng hồ mà đâu có tiền đâu mua. Cứ ngắm cái đồng hồ điện tử thì ngắm hoài luôn, ngày nào cũng nhìn nó hết. Giá thì nó đề hai mấy ba triệu đồng gì đó, mình quên mất rồi, nó cứ để giá có lên nó xuống gì đâu, tối ngày cứ vô ngắm cái đó. Rồi, ngắm radio, cái radio cassette vậy đó. Ba cái máy linh tinh, mấy cái máy đánh máy, bây giờ lỗi thời đó, mấy cái máy đánh máy điện tử á, bánh bây giờ là typewriter, mấy cái máy gõ cốc 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 mà chỉ đánh máy thôi á, mà nó bằng điện tử thì coi như mình đánh xong rồi á thì mình in ra cái tờ. Thì hồi xưa hồi đó cũng còn bán máy bằng đánh máy, nhưng mà bằng giấy với lại than, giấy than đó là đánh cọc 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 cọc, đánh hư cái là coi như là sụ nguyên tờ luôn. Cái thú vui vậy, nghèo cũng ở đó cũng vui, tối ngày cứ đi ngắm mấy cái đồ, rồi ngắm mấy cái đồ điện tử, chơi game ở đó, game như Atari game, mà cái bóng có cái gọi game gọi là Pong ha, giống như là đánh bình bông vậy đó, có cái hai cái bar nó chạy lên chạy xuống, rồi nó cứ đỡ cái trái banh qua banh lại, giống như đánh tennis vậy đó. Thì cứ đứng đó chơi đã, rồi cái coi radio, để nó hồi đó nó để sắp một hàng radio từ rẻ cho mắc, xong rồi cái ngồi đó mình cứ dọc phá cho đã. Rồi lúc sau này thì mới có dành tiền được mua được cái đồng hồ, mua được cái radio, rồi quý lắm á. Hồi thời đó những cái của quý của mình là cái radio cassette, cái đồng hồ điện tử đó, với lại cái sleeping bag là cái hồi đó mới qua cảm thấy lạnh lắm, mà ngủ thì ngủ trong cái sleeping bag thích lắm, tại vì mình chung vô chẳng mình kéo lại cái ống. Đó, có ba món đồ quý của mình anh chị đó. Sau này mua xe đạp, nghèo nhưng mà nó nhớ kỷ niệm vui đó. Cứ ở trong phòng ba người, cứ một người một góc, có cái nệm nhỏ vậy đó, vậy đó. Trong góc thì để cái radio là cái tài sản của mình, rồi cái đồng hồ vậy thôi. Bây giờ Apple Watch, iPhone, camera đủ thứ. Lại mà trở lại hồi thời đó chắc chán lắm. Tivi thì coi bằng làn sóng, và đây là đa số là cũng được 10 đài, chưa gắn cái bộ coi là free TV, là có khoảng 10 đài tivi coi được. Thì bây giờ coi cable TV rồi cả trăm đài, cả 500 đài, internet đủ thứ để làm gì. Chị mà có nhiều khi còn chán hả? Đồ. Đi xe đạp cũng thích lắm. Thời gian cái bị xém bị tai nạn cái sợ luôn, hoảng hồn không dám đi nữa, bỏ luôn. Tại vì mình chạy xe đạp trong đường, cái xe nó chạy 35 mph giờ chắc cũng rất là nhanh, nó
phớt mình cái là mình hết hồn một chía, té lăn cụ mèo xịt máu xịt máu mũi luôn luôn á. Ôi tẩn luôn, không dám lái xe đạp nữa. Mua cái radio cassette để mà mình thâu cái giọng của mình đó, thí dụ mình học tiếng Anh rồi mình đọc tiếng Anh rồi mình thâu lại cái giọng, phải không, rồi mình nghe lại, thâu được một vài lần mình nghe cái giọng mình khó chịu quá, nghe cái cho nên lúc mình làm vlog này, lúc sau này mới đầu cũng vậy đó, mình nói cái ngượng ngùng lắm, mình nói xong mình coi cái video tape lại, mình thói thấy mình nói lảm nhảm lảm nhảm, mình nghe chói lỗ tai chịu không nổi. Khi mình nói chuyện với người ta, có một người ở ngoài đời thì mình nghe cái giọng mình bình thường, nhưng mà khi mình thâu lại rồi đó, mình nghe cái giọng mình kỳ lắm, ngổn tiếng sao đó. Bây giờ quen rồi, giờ làm video cả ngàn clip rồi cho nên nó quen rồi, phải không, chứ lúc mới đầu làm khó chịu lắm. Thời nghèo khổ vậy chứ đơn giản nhưng mà nó có vui. Nhớ cái video mua, sắm cái video mình sắm rồi, mình đổi nhất cũng hai lần. Mình đã coi tìm hiểu nhiều lắm rồi đó nha, mình mua về xài cái một ngày là thấy không thích rồi, thiếu cái gì thiếu cái nọ là đem vô đổi mua cái khác, nói nó mình không thích cái này, mình muốn cái model kia, cho nó cho chịu không, nó ok đổi rất là dễ luôn. Chỉ kiểu như là mình bù giờ tiền vô cái giá kia nó cao hơn thôi á, ví dụ như bù 50 hay gì, cái giá mua này 80 mà cái kia 100 mấy thì mình phải bù thêm vậy thôi, lấy cái mới đổi hai lần mới vừa lòng. Tối thì nằm trước khi ngủ nghe nhạc BG, rồi lâu lâu bật radio nghe vậy đó. Ok, tới trường này đưa đồ cho con cái rồi mình đi chợ đi về nhà nghỉ mệt tới chiều rước nó. Ok, bye bye các bạn. Nóng quá, từ sáng giờ trốn trong nhà, giờ phải đi rước con đây. Coi nó đổ rác chưa vậy. Này lên tới 9 mấy độ. Ok, thôi chút nữa mình kéo nó vô. Nhìn ở ngoài trời rất là nóng luôn. Trốn từ sáng tới giờ dày dài vậy. Giờ phải bắt buộc phải đi ra ngoài rước nhóc rồi tính sau. Giờ này bà con đi làm về kẹt xe này. Bữa nay nóng không bằng hôm qua nhưng mà vẫn còn nóng lắm, lên tới 96 độ luôn. Hoặc là tới 102 lần. Bớt nóng rồi, giờ... Ôi trời, sao còn tới 91 độ mà sao đây ngồi để thấy mát quá vậy? Không có cảm tưởng như là 91 độ, mình tưởng khoảng xuống khỏi 85 rồi. Chắc tại giờ ngồi trong nhà chưa có nóng. Giờ ra đây đốt nhúm lửa, nướng mấy miếng thịt gà rồi ăn với rau. Không có ăn cơm. Hai đứa nhỏ ăn rồi cho nên bây giờ mình phải tự lo. Trời nóng quá rồi, cái thèm bia dễ sợ luôn á các bạn. Nhưng mà thôi cố gắng không uống, còn vài chai trắng nhưng không dám uống. Để mai nóng lên rồi trời nóng mới uống. Mình đang nhóm lửa. Cái mấy miếng thịt gà mình tính nướng mấy bữa nay đặng gọi ăn cái món hobo dinner đó. Có lẽ là mình cắt cái thịt này ra nhỏ nhỏ rồi bỏ ở trong đây. Đây là cái củ rau củ. Rồi mình nướng.
Nhưng mà tại mình muốn ăn thịt gà nó nướng ở ngoài nó thơm hơn, cho nên mình nướng riêng. Cái này là chỉ rau thôi, cái này thịt gà không da. Ăn uống không giống ai ha các bạn. Nói đúng ra thì mình tìm cách nào ăn làm cho nó gọn, bữa nay nóng không muốn nấu ở trong nhà nó hôi hám luôn, nên thôi nhóm lửa ở ngoài nướng ngồi đây chơi luôn, tán dóc vài phút ăn, coi như là ăn thịt với rau thôi, không có ăn cơm, là không có tinh bột á. Sáng giờ cũng có ăn một miếng bánh mì sandwich á, là đủ tiêu chuẩn rồi. Chị mua cho một tô mì mà không dám ăn, thôi chắc để mai ăn. Mai là coi như ngày cuối tuần này mình được ăn một ngày carb thì ngày mai ăn, rồi nhịn 6 ngày ăn ngày. Nói tới ăn uống, nãy mình có coi một cái video clip của anh chàng đó, anh ăn thịt sống cũng 10 năm nay rồi, anh bị cái tật gì đó không biết mà ăn uống bình thường không được, không có tốt, cơ thể anh bị nổi nổi mụn nổi thì tùm lum la rồi, tiêu hóa nó không có tốt nữa. Không biết làm sao anh tự nhiên có ai suối anh nói ăn thịt sống đi, cái anh đầu anh ăn thử thịt sống, ăn và anh ăn như thịt bò với thịt trừ á, mà mua nguyên con trừ xong rồi tự tự giết giết con trừ rồi, và ăn hết, ăn ruột, ăn phèo phổi gan gì anh ăn hết trơn, trời thịt mà anh ăn sống, anh ăn ngay, trời thấy mình thấy nhợn luôn. Mình không có thể để cái sample video, nhưng mình có thể để ai muốn tò mò mình sẽ để trong cái description này, muốn tới đó coi cho biết, thấy ghê lắm. Mà mình ngon nha, anh ta còn dám ăn mấy con dòi nữa, nghĩa là cái xác cái con trừ á, anh làm xong á còn xương thịt dư gì anh đào một cái lỗ anh chôn, rồi cái anh đào lên cái mấy con dòi á, mà không biết dòi này là dòi của loại nào, của ruồi hay của cái con côn trùng nào, mà anh đi anh ngồi anh ăn không. Mình thấy tởm tởm quá, thấy tởm cái ngộ nghĩnh, rồi ruột phèo rồi gì anh đi anh quậy lên, lấy cái giống như cái quay sinh tố, anh quay lên anh ăn, anh ăn uống thôi thôi được. Tự nhiên coi xong giờ kể lại chắc cũng nhận không ăn cơm luôn. Để mình lại coi thịt có chín chưa. Đây mình nướng lửa ngoài đây cho nó đừng có nóng, đừng khét. Mình quên bỏ hành cho nên cắt thêm hai miếng hành nướng lại này cũng ngon lắm. Đây là đó. Nói tới ăn thịt sống, mình cũng nhớ lại cái chuyện này vui vui kể cho các bạn nghe. Hồi lúc mình đi lính về cũng chắc cũng khoảng 1 năm rồi, thì lúc đó đi còn đi học trở lại trường học thì có quen nhiều người bạn thân lắm, rồi nguyên đám rủ nhau đi ăn phải không, rồi một bạn thân của mình nó có quen một cái cô đó, cũng là bạn thôi, bạn thường thôi, ngồi ăn phở, bữa đó đi ăn phở, ngồi mình tình cờ ngồi đối diện với một cái cô đó cũng nhìn mà cũng xinh xinh lắm, mình thấy cũng hơi mến mến, mình cứ nhìn hoài. Xong cái cũng gửi chuyện, nói chuyện qua chuyện lại, xong rồi nói bạn ấy giới thiệu này, anh này đi lính thử quân lục chiến mới về, đi Marines rồi, giờ trở lại đi học vậy phải không, thì có nói chuyện qua nói chuyện lại hơi cái bắt đầu vui, cái chị ta nói thì đến lúc mà đem phở ra, tại vì mình có kêu phở là phở tái riêng á, thì cái thịt bò để ở ngoài xong rồi mình tô phở nóng thì nóng, mình lấy thịt bò mình tái vô mình ăn, cái dĩa thịt bò thì còn sống, mới đặt xuống mấy dĩa cái cô ta hỏi đây anh là Marine vậy anh dám gan ăn thịt sống không.
cái mình nói mình thách cô ta, nói nếu nếu bạn ăn được thì mình ăn được phải không? Cái cô ta lấy gấp một cái miếng thịt bò chưa có nấu gì hết, còn sống nhăn luôn á, chứ gọi là không á, chưa có tái gì hết, bỏ vô miệng nhai tính bơ. Giờ mình lỡ thách người ta rồi, giờ phải lấy làm liều rồi, lấy hai ba miếng bỏ miệng ăn. Trời ơi, nó không có tanh nhưng mà nó nhợn nhợn, nó lạnh lạnh, ăn nó ớn ớn, cười chết. Đây dinner của mình, ăn tối của mình. Cái này là tự nhiên quên rồi, cà chua chuông, cà chuông gì quên rồi, bell pepper đó. Còn này là mướp nè, miếng thịt gà, còn mình đãi lên hai cục kinh thôi. Thì hành tây nướng như vậy, cho chút xíu olive oil, ăn rất là đơn giản nha. Mùi vị thì mình có tí muối tiêu với ớt này. Ăn vậy cho nó tốt cho sức khỏe. Đang ngồi vlog, mình vừa nói vừa ăn, cái gặp mẹ già đi ra, mẹ già nói ăn bá láp, nói bá láp làm mình quê sệ. Bị mẹ già chửi, ngồi đó nói bá láp, ăn cũng bá láp. Mà già cứ nói tối ngày cứ ăn mấy cái đồ tầm bậy bạ không, mình ăn thì vậy mà già không có cử được. Mà già ăn tối ngày có phải ăn cơm, ít nhất cần phải ăn cơm gạo lứt. Đi quay thôi, mình ăn ngay nha. Mùi vị đơn giản, chỉ có tí muối, tí tiêu với dầu. Tốt cho sức khỏe. Mướp này như mình chưa có chín. Ngọt. Mình nướng nó lên chút á, nó không còn ngọt đâu. Hơi mùi hành. Thử miếng thịt gà nha. Gà mình ướp miếng tỏi, miếng nước mắm. Không gì đặc biệt. Ăn cho nó đừng đói thôi nhá. Mà cho mình cái hành, hành ăn ngọt nha. Nướng lên chút á, nó không còn hôi hôi hành. Tính bỏ thêm muối tiêu nhưng mà chắc vừa đủ rồi. Ăn uống khổ quá ha. Ok, thôi mình ăn đây nha. Rồi quá, chắc đi vô trong ăn quá. Ok, tạm chào các bạn.